Chiều ngày 18 tháng 5, 2020, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường DT741, đoạn qua ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô 4 chỗ bất ngờ mất thắng khi đổ dốc cua, lao vào nhà dân tông gãy trụ điện. Rất may, thời điểm chiếc xe lao vào nhà dân bị trụ điện và cây xanh lớn trước nhà cản lại, nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 người trên xe may mắn thoát chết. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, tài xế Võ Đình Bản, 29 tuổi, ngụ Bình Dương, điều khiển xe ô tô loại 4 chỗ mang biển số 61A41905, lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Đồng Phú, Bình Phước. Đến đoạn đổ dốc cua đối diện cổng Ủy ban Nhân dân xã Thuận Lợi, chiếc xe bất ngờ mất thắng, lao sang bên phải, lao vào nhà dân, lật nhiều vòng và chỉ chịu dừng lại khi tông gãy trụ điện trước nhà người dân. Rất may, thời điểm chiếc xe đang trên đà lao vào nhà dân thì bị cột điện trước cổng nhà và một cây xanh lớn trước nhà cản lại nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ tai nạn cũng khiến tài xế Bản và hai người ngồi trên xe may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ. Một trụ điện lưới trước cổng nhà người dân bị tông gãy đôi, chiếc xe bị hư hỏng khá nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.